Chiều hôm nay trên sân Quy Nhơn thì có diễn ra trận đấu giao hữu giữa đội Tuyên Bình Định và các cầu thủ SHB Đà Nẵng. Hiện tại thì hai đội đang khởi động các bạn. Trận đấu chắc diễn ra vào khoảng 5 giờ. Bây giờ là 5 giờ kém rồi. Thì trận đấu này là trận đấu chiến thuật cho nên là ban huấn luyện yêu cầu là mình không có quay phim cũng như là live stream về cái trận đấu này. Trước khi trận đấu thì các đội tập thì quay sơ sơ về các cầu thủ cũng như là sân Quy Nhơn mệt cỏ cho các bạn xem. Mà lâu lắm rồi không có cập nhật về sân Quy Nhơn. Giờ này bận với lại cũng có gì hết cho nên cũng không có gì cập nhật về sân cỏ cũng như là bóng đá ở địa phương ở Quy Nhơn cho mọi người xem. Đấy. Hôm nay thì sẽ quay một tí về mạch cỏ sân Quy Nhơn các bạn. Đây là mạch cỏ hiện tại các bạn. Hiện bữa giờ thì tại sân Quy Nhơn thì có diễn ra các trận đấu của giao hữu của U15, U17, U15 Bình Định, U17 Thừa Thiên Huế, Hồng Anh Gia Lai, U17 Bình Định các bạn. Bữa giờ đá liên tục nên thì các bạn có thể thấy là mạch cỏ nó hơi sơ sát và nó thẳng ra nữa, nó cũng không được đẹp. Đấy bạn. Khoảng tới hơn một tháng nữa thì các trận đấu của V-League mới quay trở lại. Cụ thể là ngày 2 tháng 7 các bạn. Ngày 2 tháng 7 thì trên sân Quy Nhơn Bình Định sẽ gặp Gia Lai. Một trận đấu khá là hấp dẫn. Đấy. Thứ hai nữa thì về đường bít các bạn. Đường bít thì hiện nay đơn vị thi công đang chuẩn bị kẻ lai các bạn nhé. Họ mới làm xong sân Nha Trang thì bây giờ họ ra sân Quy Nhơn để mà kẻ lai. Trước khi kẻ lai thì họ sẽ phun lại sơn cho nó đậm, cho nó đẹp hơn. Bữa giờ thì một thời gian rồi thì sơn nó có bị phai màu. Đấy các bạn. Hiện giờ thì bữa giờ thì họ đã làm cũng được 10 ngày rồi. Khoảng tầm 2 đến 3 hôm nữa thì sẽ xong.
Okay,